Hello anh em nha. Một buổi sáng cuối tuần, em lại có một lô băng tiếp theo là 5 cuốn. Nhưng trong 5 cuốn này em kiểm tra ấy, thì chỉ có một cuốn có chương trình. Thì em đã đánh dấu đây. Cuốn này em thấy có chương trình Thanh Tuyền 2. Đấy, cuốn này của Scott 150 có chương trình Thanh Tuyền 2 anh em ạ. Đấy. Em đánh dấu có chữ Thanh Tuyền 2 này. Đấy, còn lại 4 cuốn. 1 cuốn, 2 cuốn, 3 cuốn, 4 cuốn này là chưa có chương trình. 4 cuốn này em kiểm tra thì chưa có chương trình. Chưa có chương trình anh em ạ. Đấy, còn 1 cuốn đã có chương trình. Đấy, băng toàn băng đẹp. Đây, cuốn này có chương trình Thanh Tuyền 2 rồi này. Thì em đánh dấu đây rồi này. Đấy, thì tổng là 5 cuốn. Đấy, 5 cuốn, 1, 2, 5 cuốn nhưng có 1 cuốn đã có chương trình Thanh Tuyền 2. Đấy, 5 cuốn băng cối 7, 1 cuốn đã có chương trình Thanh Tuyền 2. Em bán giá xỉ lô 1,2 triệu bao ship. Chú ý là đã có 1 cuốn có Thanh Tuyền 2 rồi, rất đẹp. Băng Scott 150 rất đẹp. Đấy, 5 cuốn 1,2 triệu mà trong đó có 1 cuốn đã có Thanh Tuyền 2. Anh em chốt nhá.